Kính thưa quý vị và các bạn, gần 1.700 tỷ đồng mở rộng 20 km quốc lộ 1A ở miền Tây, đoạn qua quốc lộ 1A nối Hậu Giang với Sóc Trăng được nâng cấp mở rộng từ 11m lên 20m, 4 làn xe vận tốc 80 km/h, hoàn thành sau 1 năm, triển khai thi công ngày 30 tháng 12. Dự án đi qua thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang dài 8,9 km và huyện Châu Thành, Sóc Trăng dài 10,9 km do Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 1.681 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng trên 966 tỷ đồng, 5 cầu trên toàn tuyến sẽ được mở rộng và đầu tư mới phù hợp với khổ đường cho 4 làn xe lưu thông. Ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7 cho biết công trình khi hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2022 sẽ đảm bảo lưu lượng xe tăng cao trên quốc lộ 1A, nhất là qua đoạn thành phố Ngã Bảy. Dự án đáp ứng yêu cầu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, góp phần phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và miền Tây. Khởi công 3 dự án giao thông ở miền Tây, tuyến đường, tuyến tránh thành phố Cà Mau dài 14,3 km, tổng số vốn đầu tư là hơn 1.700 tỷ đồng và 2 cầu tại thành phố Sóc Trăng tổng chi phí là hơn 300 tỷ đồng, cùng khởi công sáng ngày 24 tháng 12. Đường tránh quốc lộ 1A qua thành phố Cà Mau rộng 12m, 2 làn xe vận tốc 80 km/h, công trình có vốn tổng vốn hơn 1.725 tỷ đồng từ ngân sách do Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022. Tuyến đường sẽ giảm tải cho quốc lộ 1A, đoạn qua trung tâm thành phố Cà Mau, phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh và miền Tây. Công trình còn kết nối giữa đường Vành Đai 3 vào thành phố Cà Mau, đường hành lang ven biển phía Nam, nhằm đi hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của các địa phương và cả nước. Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng khởi công cầu Vành Đai 2 và cầu Nguyễn Văn Linh cùng bắc qua sông Maspero có khoảng cách nhau là 4 km ở thành phố Sóc Trăng. Hai dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023. Cầu Vành Đai 2 dài 273 m, rộng 14 m, 4 làn xe, tổng đầu tư hơn 204 tỷ đồng, giúp kết nối đường Vành Đai 2, phường 4 với phường Điện Biên Phủ, phường 8, đồng thời gắn kết trục giao thông phát triển hướng Đông Bắc, thành phố Sóc Trăng. Cầu Nguyễn Văn Linh 141 m, rộng 14 m, 4 làn xe, mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Công trình được thiết kế hình chữ Y, ba nhánh lần lượt nối các đường Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ và Thiền viện Trúc Lâm. Dự án góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố Sóc Trăng, tăng kết nối về phía Bắc và Nam sông Maspero. Đây là hai công trình thuộc dự án mở rộng và nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Sóc Trăng 2017-2023 có tổng mức đầu tư là hơn 1.056 tỷ đồng, trong đó vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới là 35 triệu USD, Ngân hàng Chính sách Trung ương gần 118 tỷ đồng. Vốn đối ứng tỉnh Sóc Trăng là 140 tỷ đồng. Ngoài ba công trình nói trên, sắp tới một số dự án quan trọng ở miền Tây sẽ khởi công như tuyến tránh thành phố Long Xuyên, An Giang, dài 15 km, đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang đến huyện Châu Thành, Sóc Trăng, dài 18 km, vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tài lớn vào sông Hậu, giai đoạn 2, vốn hơn 2.200 tỷ đồng.